Vâng, đây xin giới thiệu với toàn thể quý vị là anh Giảng, anh ấy còn có mấy cái tác phẩm Nguyệt Quế, phải nói là siêu to khổng lồ nữa. Mấy cái này anh ấy đang đặt ở trung tâm thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh quý vị ạ. Đây, rồi ôi, phải nói là hơi bị to đấy. Đúng là hàng siêu to khổng lồ. Mời quý vị ngắm. Quá to. Đây quý vị, một cặp. Cặp này một giao hoa chắc là phải thơm hết cái phố này. Anh nhờ. Quá to luôn. Phải nói là anh ấy thôi thì cũng tôi quay cái video này thì là anh ấy cũng giao lưu để mà thật sự luôn là rút vốn về, giá phải nói là thanh lý hết cỡ luôn này quý vị ạ. Cây này bệ trải đều quá đẹp luôn. Đây quý vị xem cái đấy, hoành 87 nhá, gần 90, chít sát 90 đấy. Đo sâu xuống một tí nữa chắc là 90. Nhiều anh em đo là ấy. Đây này bệ còn sâu ở dưới này. Đấy, trải ra hết nhá. Vị đấy. Cây này cao tính từ mặt chậu lên phải 3,5 m. Quá cao luôn. Bóng đẹp lắm. Cao 3,5 m, tàn với 4 m. Nào đi em cầm cho em nào. Đây. Đấy, đây nhá, tôi cầm một đầu cho quý vị rồi. Đây, đến tầm này. Mấy mét anh? Đấy, tán 4 m. Tán quá đẹp luôn. Cây này xuất sắc. Anh ấy có một cặp đều, tam táp đều như nhau nhá. Cặp này mà bây giờ, thời điểm hiện tại hôm nay là ngày 20 tháng 5. Đấy, ngày 20 tháng 5 thì là tôi quay cái video này lên cho quý vị và quý vị xem được cái video này. Anh Giảng đang báo giá cây này là bao nhiêu tiền anh? Cặp này 60 triệu một cây. 60 triệu một cây. Cặp này là 120 triệu. Cặp này có bác vào ấy báo kiểm tra. Đấy, thời điểm này là thời điểm mà giá này là ấy lắm rồi đấy. Giá này là giá phải nói là một năm kinh tế buồn đấy. Đầu năm là suốt từ đầu năm đến giờ này, giao dịch nó hơi chậm cho nên là bệ quá đẹp luôn. Sáu mươi triệu một cây, tay cành bóng tán đều, hai cây đều như nhau đây quý vị ạ. Cái này hoành còn cao to hơn. Cái hoành 90. Bệ đều nhá, bệ giải rộng xuống dưới nữa nhá. Đấy, không phải là đã hết đâu. Đấy. Úi dồi ôi, quá to thật, công nhận là to. Bóng đẹp lắm. Anh em xem cái bóng này. Cái dòng này mà lấy thì phải cộng. Đúng không? Dòng này là phải cầm. Sức đâu mà mềm. Bê làm sao được anh. Mất cây. Cặp này là 120 triệu. Số điện thoại của anh Giảng tôi để ở trên màn hình đấy. Thì quý vị liên hệ trực tiếp số điện thoại đấy, giao lưu với anh ấy. Đây. Quá là cây quá là to luôn. Một cặp nữa, một cặp cây to. Đợi cây này thì quá sai hoa rồi, hai cây. Đây này, tối anh ấy phải ấy này, tối anh phải rào cái hàng rào dây thép gai này vào cho đỡ học cây. Đấy, anh em nhìn hoa sai chưa? Quá sai luôn. 120 triệu cặp này. Anh em mua một cây là 60 triệu. Đó. Nếu mà anh em quyết mua cả cặp thì sẽ có giá đẹp cho anh em. Cứ liên hệ với cả anh Giảng. Quá nhiều hoa luôn. Bóng tán tay cảnh đẹp đều.
bán anh ấy bán coi như bán tháo khoán đấy, bán gọi là phá giá để thu hồi vốn về hề đấy. Phá giá thì hơi quá nhưng mà thôi thì gọi là thanh lý cho anh em về chơi. Vâng, người ta không cho kê ra ngoài ấy này, người ta không cho kê ra ngoài ngoài người ta không cho kê ra ngoài hành lang này đâu, ngoài vỉa hè này. Bắt ấy, bắt giải tỏa hết. Bên kia còn cây nào không anh? Đây sang bên này luôn này. Ui giời ơi, một dãy này. Quý vị ạ. Đấy, sang bên này. Đấy, sang bên này quay cho quý vị luôn này. Anh này anh bán cả hoa giấy các kiểu luôn, rất nhiều. Đây cây bên này nhỏ hơn này. Cái này là dòng cây nhỏ. Đây có khoảng chục cây. Đấy, chục cây như này. Cái này là nó kiểu dáng gì anh nhỉ? Liên chi. Liên chi rồi, từng bông một. Đấy là từng bông một. Đây. Anh đo mẫu một cây thử đi. Đây như cây này nhá. Bao nhiêu anh? 40. Gốc 40. Đo chỗ nhỏ đấy. Cái này thì mới hơn 50. Dưới đi, đấy chỗ 40 đi. Ok. Cây như này thì anh bán cho khách là bao nhiêu? Cái này thì bao nhiêu anh em giá dưới nhá. Giá tại vườn đấy, tại đây đấy. Cứ giá tại vườn đi, mình cứ tính tại vườn đi. 5 triệu. 5 triệu một cây này. 5 triệu, 6 triệu. Vâng, giá tại vườn nhá. Giá tại vườn chưa bao ship đâu đấy. Nếu anh em quanh quanh trong tầm 100 cây số thì chỉ đổ 3 triệu tiền ship nữa thôi. Cao chắc phải 2m8, 3m. 2m rưỡi. Đấy. Cao 2m rưỡi chửi mặt chậu. Cây 5 triệu, cây này thì rẻ hơn thôi. Tùy từng cây để bán cho anh em thôi. 5 triệu, 6 triệu. Vâng, đấy. Cây này anh em về chơi hoa thì thoải mái rồi. Dòng Nguyệt Quế chơi hoa nhá. Chủ yếu anh em chơi hoa đâu. Cái này hoành bao nhiêu anh? 42. Hoành 42, nói chung đều như nhau. Ngày trước anh ấy lấy về, anh ấy đã ấy rồi, ngày anh đã lọc rồi. Đấy. Bán gọi là giá hợp lý nhất để cho anh em ấy. Giá thu hồi vốn đó. Chuẩn luôn là giá thu hồi vốn đó. Bằng giá nhập đấy. Là không tính tiền vận chuyển đâu đấy. Ngày xưa anh đã tính vận chuyển về đây là đã mất cả tiền cước rồi. Đây là tính rồi, giá là anh vào tận miền Nam anh mua đấy. Đấy, cây này phải cao. Cây này phải 3 mét này. Cây này cao nhất này. Cây này cao 3 mét. Nói chung là cứ tầm 5-6 triệu một cây. Ở góc này thì anh ấy có khoảng chục cây. Đấy, chục cây như này. Đấy, quý vị xem được thì liên hệ với cả anh Giảng. Cây này thì những cái cây này nhỏ hơn nhưng mà bông tán nó to. Tán nó to hơn nên là cái này tán rộng hơn. Vâng. Tán nó to. Nói chung là quy luật bù trừ được chiều cao thì đấy, được chiều cao thì tán nó hơi nhỏ mà được cái tán thì đấy, được cái tán thì thì nó lại kiểu dạng bóng lùn ấy. Đấy quý vị ạ, bóng lùn. Đấy, có khoảng chục cây như này. Đấy, cây này thì đang đặt ở đây là ở đâu anh nhỉ? Đây là phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh nha quý vị nhá. Đây là phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Đường này đường ấy này, đường này đường Nguyễn Quyền. Đường này đường mới xây này. Đường Nguyễn Quyền quý vị ạ. À. Đấy, đường này đường mới xây. Nhà quý vị nào mà có bộ bàn ghế đá như hai bác kia đang ngồi kìa. Đấy, làm một cây kiểu dáng bàn trà về kê vào quá tuyệt vời luôn. Những cái video tôi quay của anh Giảng ấy. Mộc này. Đấy, cả mộc cả nguyệt quế. Tuyệt vời không? Đấy quý vị ạ. Đấy cứ 5-6 triệu một cây nhá. Là giá tại vườn. Giá chưa bao ship đâu. Quý vị nếu mà có nhu cầu thì liên hệ với cả anh Giảng đây. Đấy. Còn ship trước như nào thì nói chung là anh em thống nhất với nhau. Đấy. Đây là tại phường Đại Phúc,
thành phố Bắc Ninh. Đây quý vị ạ, biển 99 này, biển Bắc Ninh đây nhá. Đấy. Ngoài kia là vườn của anh ấy đây. Đây là thực ra là cây của anh Giảng. Anh ấy gửi mấy cây của ấy. Anh ấy mới gửi mấy cây ở vườn nhà anh này là anh tên là gì nhỉ? Anh Trường à? Vườn nhà anh Trường ở đường ở đường Nguyễn Quyền, phường Đại Phúc, và anh ấy cũng có rất là nhiều mộc kìa. Đấy, mấy cây mộc to kìa, quý vị thấy chưa? Đấy, bên kia cũng có mấy gốc mộc ta. Đấy. Đây quay lướt lướt qua cho quý vị. Nhá, đây này, biển nha. Đây quý vị ạ. Đấy. Mộc này. Đó, nhà vườn Đại Phúc này. Đủ các loại cây quý vị ạ.